Cut. Đây, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ đến với món cá tai tượng chiên giòn. Rập chặt theo rừng ủi vô cái đuôi cái. Này. Có chét nữ hành các bạn. Rồi có món cá khoai. Có khoai kho à? Kho. Chấm rau tập tàn. Chấm rau tập tàn. Nhìn thấy giòn rụm với giòn khấu luôn rồi ha. Nhìn thấy ngon ha. Nó giòn khấu luôn á. Rồi thôi, hạn chế được rồi. Rồi ok. Kết hợp với bún. Nếu mà bữa nay mình nhậu hết mồi thì còn con heo rinh. Món này chúng ta sẽ kết hợp với bánh tráng. Bún. Và nước chấm được pha chế đặc biệt từ mắm bò phải không? Mắm gì? Em đâu ăn cá. Vậy mắm gì? Em có gì? Em ăn tôm, mới kêu tôm. Chị làm điện thoại là chị nhẹ đó. Hả? Phụ mình nữ mình phải ác một chút. Chứ đàn ông mới vừa. Thôi quấn quấn đi, quấn đi. Sao quấn à? Không có cái gì á. Sau đó em chấm em thùng cho họng đi nha. Em gói gì em gói cho gói cho ai tôi chỉ quay. Ôi, cái anh phải, quay cái tôi quay cái bụng nha, tôi đâu quay cái miệng, cái miệng của anh vậy ca đó, quay cái trọt rượu liền cái miệng nhớ là không có cá bỏm. Trời ơi, lâu quá không gặp bé Quỳnh quá. Ơi bé Quỳnh bây giờ có người yêu rồi, có hình địch rồi hả? Ừ. Bé Quỳnh ở Long Hữu á. Thì mình sẽ nại thịt lên cho bạn xem nha. Nó nói chứ cũng 20 chứ Huy, nãy giờ em làm ngoài Huy. Tao có gán lỡ rồi, làm luôn đủ xị luôn chứ. Rồi heo rừng cuốn cái cho nó đẹp mắt ơi. Ủa đây là Hà My không có anh? Đâu. Đúng rồi, đây là quán anh nhậu Hà My. Anh cuốn nha, đi cuốn kiếm cuốn nha. Anh cuốn này khéo tay lắm á. Nói nhỏ là nói xấu hoặc là mượn tiền. Quay dữ. Kìa, quay nữa kìa. Thôi láng lỡ rồi xin đi. 30 ngày. Đó đó đó, cái động tác cuốn cho nó thường thuộc vào nha. Có chuyên nghiệp không? Đó, còn bên đây là bạn này chơi lên luôn cái khăn luôn. Đây, bên đây là thùng như hỏng này, đang thùng như hỏng đây. Cảnh đang thùng như hỏng. Em cứ kẹo bên đây cho tiếp. Rồi, nhẵn hết. Chúc em về, em lên kênh YouTube em là thấy lúc cảnh em thùng như hỏng á. Đây là phong cách ăn ung dung của baby. Nó bấm điện thoại kìa. Em không có cầm lên nha, em để chứ. Em bấm một cái thôi. Nghe mấy ra yêu cầu ăn lợi. Giờ tôi sẽ ăn lợi đi em. Ăn cho thục nữ vô. Ăn xong coi son á. Ăn kiểu quý tộc nè. Quý tộc ơi, quý tộc ơi. Trời ơi. Quá trời, cái khẩu hình miệng quá lớn. Nói nào, đang từ tốn thấy không? Đang từ tốn. Bé ngăn giống như mấy em gái ở trong khu du lịch á, mà nó hướng dẫn ăn ba cái món bánh rồi á. Nhưng mà bữa nay nó ăn con chuột rồi. Ừ. Họ thồn vô không? Thồn vô. Ngập vô luôn. Quay ngại quá. Ngại gì ăn? Tình cảm phao, ăn cho thể hiện sao? Nó không để đây nè, coi đi nó cẩm. Thôi anh đâu, anh hạn chế qua cái mặt của nhị ca ra. Tại vợ nhị ca có làm YouTube. Có. Dạ anh chị nhà kia bán anh đi lắm. Cái gì để lên coi. Đinh điểm. Dạ anh chị nhà đi bán mỹ phẩm.
Cầm một cái cuốn của bé Hậu Gừng gói cho mình đây. Lên nhà mới trở lên nhà gặp mặt ngoài đi vậy. Nó ghen như đạn. Tại anh đẹp trai quá mà. Anh bỏ. Mới tại mặt mâm. Mặt mâm. Anh mà ghen cũng tốt mà. Tại ta thương nó ghen thôi. Mà ghen quá chị cũng nổi em ơi. Tại vì là anh biết mà công tác bên anh là đáp ứng dính. Đúng rồi. Nhưng mà anh thấy từ đó bây giờ anh đi chơi với mấy đứa ở đâu có vấn đề gì đâu, bình thường đúng không? Thì nghe cảm mấy đứa như vậy. Bởi vậy em tới giờ anh có vệ nè anh. Quan trọng là anh thôi. Anh có cái gì? Tại vì vợ con anh là quan trọng. Có thêm chứ không phải là bớt không? Cho anh thêm. Anh ơi, có thêm chứ không bớt không? Rồi được chưa, bỏ ra 50 ngàn rồi tắt cái điện thoại cái gì không kìa. Rồi tôi sẽ kết thúc video tại đây các bạn. Nếu không thì tôi sẽ hết tiền. Rồi. Nếu bạn muốn ăn cái món này thì hãy đến với quán Hà My tại đồ mới marketing gì mà ta cá thị xã Dân Hải tỉnh Tây Vinh, xã Dân Thành thị xã Hải Tây Vinh. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Để bye bye.